Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Ngày hôm nay các bạn Duy rất là vui bởi vì là lần đầu tiên Duy được lái và trải nghiệm những cái mẫu xe AMG và đặc biệt là cái chiếc xe GLB35 AMG này các bạn. Thì đã làm ở Mercedes-Benz khoảng tầm 10 năm rồi nhưng mà chưa bao giờ được lái những cái mẫu xe AMG các bạn. Đó, nhưng mà bây giờ thì đã có cái chiếc xe AMG ở Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng để cho các anh chị và các bạn lái thử. Thật ra bây giờ Duy rất là nôn nóng muốn lái chiếc xe này. Chiếc xe này nó lên tới 306 mã lực các bạn nha, cho nên là cái công suất của nó rất là mạnh. Các bạn đã biết rồi ha, thường những cái mẫu xe của AMG thì nó cho một cái cảm giác lái rất là phấn khích và rất là thể thao. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy trải nghiệm cái chiếc xe Mercedes-Benz GLB35 AMG này nha. Ok. Thật sự khi mà lái cái vừa mới vào số và vừa mới đánh lái thôi các bạn, thì Duy đã cảm giác được cái vô lăng này nó rất là khác so với lại những cái chiếc xe Mercedes-Benz thông thường. Có nghĩa là cái vô lăng này đánh lái nó cảm giác nó nặng tay các bạn, rất là nặng tay. Nó nặng hơn rất là nhiều so với lại cái vô lăng của những cái chiếc xe như là C-Class, E-Class hoặc là S-Class, những cái chiếc xe Mercedes-Benz thông thường ha. Bởi vì đây là những cái chiếc xe, đây là chiếc xe AMG, cho nên là cái cảm giác lái mà cái chiếc xe này nó Mercedes-Benz hướng tới các bạn thì nó phải là cá tính, phải mạnh mẽ và phải đầm chắc. Cho nên là cái vô lăng nặng thì nó phải là một cái yếu tố mà dành cho những cái chiếc xe thể thao như thế này. Rất là nặng các bạn nha, nặng nha. Không phải quá là nặng đâu nhưng mà nó sẽ cảm giác nặng tay hơn. Bởi vì là Duy đã lái những cái chiếc xe kia rất là nhiều rồi, cảm giác vô lăng nó rất là nhẹ, mình đã quen rồi ha. Khi mình đánh lái nó nặng hơn một chút xíu là mình đã cảm giác liền. Và cái vô lăng này các bạn là một cái vô lăng AMG thế hệ mới nhất luôn, cho nên là nó có rất là nhiều những cái gấp khúc cũng như là cái vòng của cái vô lăng này bạn, nó sẽ cầm cái cho một cái cảm giác nó khác hơn một chút xíu, vì cảm giác là nó nhỏ hơn so với lại những cái vô lăng của những cái chiếc xe mà Mercedes-Benz thông thường. Hiện tại bây giờ thì Duy đang chạy ở cái độ lái là tiêu chuẩn thôi, comfort thôi các bạn nha. Đó, chúng ta có thể là điều chỉnh cái chế độ lái của chiếc xe ngay trên cái vô lăng này luôn. Đây, chuyển chế độ lái nè. Các bạn sẽ thấy khi mà di chuyển thì trên màn hình này nó sẽ báo, cũng như là trên màn hình của chiếc xe nó cũng sẽ báo ở đây luôn ha. Cảm giác về chân ga của chiếc xe này nó rất là thích các bạn nha. Đó, kiểu nó rất là đầm các bạn, rất là nặng á, rất là nặng. Cảm giác khi mà chúng ta lái chiếc xe nó cảm giác một cái sự chắc chắn, một cái sự ổn định của chiếc xe ha. Đó là những cái chiếc xe mà AMG nó hướng tới. Và cái hộp số của cái chiếc xe GLB 35 AMG này các bạn, đây là cái hộp số 8 cấp ly hợp kép các bạn. Ly hợp kép là thường là ly hợp kép chỉ dành cho những cái chiếc xe đặc tính thể thao thôi, bởi vì là nó cho cái tốc độ sang số nhanh gấp đôi so với lại những cái chiếc xe trang bị cái hộp số tự động thông thường ha. Bởi vì sao các bạn, là chúng ta sẽ có hai cái ly hợp, là ở trong cái hộp số các bạn thì dùng từ chuyên môn các bạn thì có nhiều bạn có thể là không có biết được, nhưng mà hộp số của chúng ta bạn thì nó có số 1, số 2, số 3 tới số 8 ha. Thì một cái ly hợp để sang số chẵn và một cái ly hợp sang số lẻ, cho nên nó cho cái sự bắt số nhanh gấp đôi so với lại những cái hộp số mà chỉ có một cái ly hợp thôi ha. Đó là một cái điều hiển nhiên các bạn. Thật sự là với cái chiếc xe GLB 35 này các bạn, đây là lần đầu tiên Duy được trải nghiệm. Lần đầu tiên Duy được trải nghiệm luôn, làm ở Mercedes-Benz 10 năm rồi bạn, thì lần đầu tiên mới được chạy những cái mẫu xe của AMG. Thật sự các bạn, thì trước giờ những khách hàng mà đến showroom bên Duy bạn mua những cái mẫu xe của AMG á, thì thông thường là chỉ đến rồi mua rồi về thôi bạn, hầu như là không có được lái và trải nghiệm thử ha. Nhưng mà bây giờ GLB 35 AMG đã có mặt tại showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng để cho các anh chị các bạn qua trải nghiệm. Đó, khi mà anh chị các bạn qua trải nghiệm cái mẫu GLB 35 AMG này rồi bạn, thì Duy đảm bảo luôn rất là thích ha. Bởi vì là Duy đã chạy cũng rất là nhiều những cái chiếc xe Mercedes-Benz rồi. Đó, nhưng mà đây là lần đầu tiên được lái và trải nghiệm cái chiếc xe AMG ha. Một chiếc xe AMG thực thụ, công suất lên đến 306 mã lực.
Thực ra các bạn thì đây là cái chiếc GLB 35 thôi bạn, còn nếu mà GLA 45S nữa thì Duy nghĩ là nó còn cho một cảm giác còn phấn khích hơn nữa. Nhưng mà rất tiếc là ở bên Duy chưa có cái phiên bản, chưa có cái chiếc xe GLB GLA 45S để lái thử. Chiếc đó lên đến là hơn 400 mã lực, cho nên là nó còn mạnh hơn cái chiếc xe này nữa ha. Khi mà Duy tăng tốc nè các bạn, đó, tăng tốc nè các bạn thấy không đó. Wow, rất là tuyệt vời. Duy không nghĩ là một cái chiếc xe GLB các bạn, một dòng xe NGTC mà nó đầm chắc cũng như là có một cái sự ổn định như thế này. Chiếc xe GLB 35 AMG này các bạn là một cái chiếc xe SUV chạy trong đường phố. Thông thường là các anh chị khách hàng mà thường di chuyển trong thành phố và muốn là coi như là đi làm hàng ngày, bạn muốn một cái chiếc xe nó nhỏ gọn ha, thì cái GLB là một cái phân khúc mà dành cho các anh chị và các bạn. Và đặc biệt cái GLB 35 này thì Duy nghĩ là nó còn phù hợp hơn rất là nhiều cho với những cái bạn trẻ đam mê cái phong cách lái thể thao cũng như là cá tính từ cái chiếc xe Mercedes-Benz GLB 35 này. Thì chiếc GLB 35 các bạn, nó là một cái chiếc xe gầm cao ha, cho nên là về mặt mà tiện nghi ở đường phố Việt Nam mình thì nó Duy nghĩ là nó rất là thích hợp. Đối với những cái chiếc xe AMG các bạn thì thông thường các bạn sẽ thấy là ở trên cái màn hình nó sẽ có những cái phần mà dành cho để theo dõi cái phần động cơ, mức tiêu thụ nhiên liệu cũng như là những cái yếu tố mà của những cái chiếc xe thể thao nè. Chân ga, thông số của chân ga, chân phanh nó cũng sẽ thể hiện ở trên này. Rồi đánh lái như thế nào nó cũng sẽ hiện ở trên này luôn. Duy nghĩ là những cái anh chị nào mà lái mà dạng cuối tuần mà có thể là thích mà thuê đường đua để lái ha, thì sẽ quan tâm tới những cái thông số này nhiều hơn so với là chúng ta chạy trên đường phố. Cái này thì Duy để nói cho các bạn biết thêm thôi. Duy nghĩ là ở Việt Nam mình thì nó sẽ hạn chế cái phần đó rất là nhiều, bởi vì là hầu như là không có ai thuê đường đua để mà chạy thử hết. Chỉ có ở nước ngoài thôi các bạn. Nước ngoài thì cuối tuần họ sẽ thuê đường đua ha, rồi đem những cái chiếc xe độ của mình vào đó để lái thử. Thật ra thì để nói nhiều hơn về cái cảm giác lái của cái chiếc xe này thì Duy để cho các anh chị và các bạn tự trải nghiệm cái chiếc xe này ha. Bởi vì là phong cách lái của mỗi người mỗi khác nhau, cũng như là Duy thì Duy đã chạy những cái mẫu xe của Mercedes-Benz thông thường cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà chạy lần đầu tiên chạy những cái chiếc xe AMG thì Duy cho một cái cảm giác nó là như vậy đó. Còn những anh chị mà các bạn chưa chạy qua những cái mẫu xe của Mercedes-Benz á, chỉ chạy những cái mẫu xe mà phổ thông nhiều hơn rồi, thì khi chạy qua cái chiếc xe này nữa thì các bạn còn thấy khác hơn rất là nhiều so với Duy. Bây giờ Duy sẽ chuyển sang cái chỗ độ lái là thể thao cộng các bạn nha. Thì cái tính năng mà chế độ lái thể thao cộng này các bạn, nó sẽ tác động đến những cái yếu tố nào mà làm cho cái chiếc xe của chúng ta nó mạnh hơn, bốc hơn, thì là nó sẽ tác động lên thứ nhất là hộp số nè, thứ hai là động cơ nè, thứ ba nữa là cái hệ thống vô lăng của nó sẽ cứng hơn và hệ thống treo của nó sẽ cứng hơn luôn các bạn nha. Đó, và tiếng âm thanh của cái tiếng bô nó sẽ phát ra nó cũng sẽ khác nữa. Ok, bây giờ Duy sẽ đạp ga nha. Đó. Wow, thấy chưa? Các bạn sẽ thấy nó rất là khác luôn. Nãy giờ Duy chạy ở chế độ bình thường thôi thì các bạn sẽ thấy là chiếc xe nó cũng rất là hiền, nó rất là sao ông này ông nói mà nó tôi chả thấy gì nó khác nhau. Nhưng mà khi các bạn muốn chiếc xe của chúng ta nó sẽ thay đổi thật sự các bạn, thì chúng ta phải chuyển qua chế độ lái thể thao hoặc là chế độ lái thể thao cộng ha. Đây mới là cái giá trị của chiếc xe, nó sẽ nằm ở đây nè các bạn. Những ai mà đam mê thể thao ha, đam mê cái phong cách lái của AMG thì các anh chị các bạn thử chuyển qua chế độ lái thể thao cộng này để chúng ta sẽ cảm nhận được cái tính năng lái này ha. Và tính năng lái thể thao này nó sẽ tác động lên kể cả vô lăng nặng hơn, hệ thống treo sẽ cứng hơn các bạn nha. Trên cái nút trên vô lăng này các bạn sẽ thấy là cái chế độ phuộc nè, nó sẽ chuyển về chế độ thể thao cộng luôn. Có nghĩa là cái phuộc của chúng ta nó sẽ cứng vững hơn. Còn đây là chế độ lái thể thao cộng dành cho những anh chị thích lái số tự động bình thường ha. Còn nếu mà các anh chị và các bạn mà thích một cách thể thao mà nó còn vượt trội hơn nữa, còn cá tính hơn nữa, thì chúng ta sẽ chuyển sang chế độ lái bằng manual. Duy sẽ chuyển bằng một cái nút bấm trên này. Đó, bây giờ Duy sẽ tự vào số bằng cái hai cái lẫy số ở phía sau nè. Bên này là giảm số nè, bên này là tăng số ha. Bây giờ Duy thử chạy cho các bạn xem cái phần số tay nha. Nó còn tuyệt vời hơn rất là nhiều nữa.
Bởi vì là chúng ta có thể là tự ép số, chúng ta tự có thể là điều chỉnh cái cấp số mà chúng ta mong muốn luôn, không phải nhờ tới xe nữa. Khi mà dưới ép số đó các bạn thấy không, tempo nó sẽ hụ lên à. Và cái cấp số nó cũng sẽ thể hiện ở trên cái màn hình luôn các bạn nha. Mỗi lần di vào số đó, các bạn nghe cái tiếng pập 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 ha, đó là cái tiếng mà sang số của cái chiếc xe, cũng như là cái tiếng bô nó sẽ phát ra cái âm thanh đó. À, vì ép số lại nè, giảm số nè. Thực ra thì nếu mà mình đi một mình các bạn, thì các anh chị các bạn chạy được ở chế độ lái này ha. Còn nếu mà đi với lại người thân của chúng ta, có người ngồi ở bên cạnh ha, thì chắc là rất là mệt, không có chịu nổi đâu. Bởi vì là cái gia tốc của các chiếc xe cộng thêm cái sự sang số thể thao của chiếc xe này nữa, thì thường là người ngồi bên cạnh mình nó sẽ rất là mệt. AMC thì thành lập cách đây là 55 năm rồi, bắt đầu từ năm 1967 ha. Đó là lý do tại sao mà chiếc xe G63 AMG chúng ta sẽ có cái phiên bản kỷ niệm 55 năm mà Di đã vừa giới thiệu đến các bạn ha. Ok, bây giờ Di sẽ tạm dừng cái video clip tại đây. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz, hoặc là muốn lái thử cái chiếc xe GLB 35 AMG này, thì các anh chị đừng ngần ngại gọi cho Di qua số điện thoại của Di là 091 465 3979. Hẹn gặp lại các anh chị trong những cái video clip tiếp theo nha. Ok.